Rồi bây giờ cái phần con mấy con lại đây đi con. Hôm qua có mấy câu hỏi thì chưa trả lời hết con. À, hôm nay con hỏi quý thầy, con có những thắc mắc trong lòng như sao, rất muốn được thầy hỏi thầy có gì không phải mong thầy từ bi đại xá cho con. Thứ nhất thưa thầy, con thích được nói chuyện với các cụ già lắm, cũng không hiểu tại sao con lại hay thương thân phận phụ nữ và trẻ em nghèo khổ đến thế. Đó là những cái tâm trạng tốt không? Những người con thích nói chuyện với người già, họ là những người có kinh nghiệm trong đời sống rồi, mình cần phải học hỏi họ nhiều. Cái thích của con đó là cái thích đúng đó con, cho nên mình gần gũi với người già, họ sẽ nói chuyện mình nghe, có những kinh nghiệm bản thân của họ trong cái đời thường của họ, nó để cho mình trẻ mà mình thích như vậy, nó là mình rút điểm kinh nghiệm của người lớn tuổi. Cái đó là cái hay chứ không phải cái dở. Còn con thích, con hay thương thân phận phụ nữ, con biết người phụ nữ sinh ra khổ lắm, con thương là đúng rồi. Và trẻ em nghèo khổ, đúng là trẻ em nghèo khổ, không có được sự chăm sóc kỹ lưỡng, không được học hành, để nó cũng sống rất đầu. Mấy đứa trẻ mà em nghèo khổ rất đầu, thương đó là thương đúng rồi. Mà còn thương những trẻ em hoặc là những người mà khuyết tật nữa, ví dụ như trên mặt họ như thế này, một người phụ nữ mà họ mang một cái ú như thế này rất tội. Ai lại không thích mình đẹp con, nhưng mà mang một cái ú họ mặc cảm họ tội lắm, thấy rất khó thương. Mà có người thì bị mắt nó mù hoặc là nó bị chột mắt, có người thì bị cái tật này bị tật khác, như là khuyết tật á, cái lỗ mũi về họ lại chút đi, hoặc là nó có một cái gì trên thân của họ nó làm cho họ rất khổ tâm. Mình đã thương yêu những người đó. Trẻ em nghèo mình thương là đúng rồi, không có được việc chăm sóc kỹ lưỡng, không thể học hành đến nơi đến chốn được. Đó là cái tâm trạng con nghĩ đó là thương đúng không sai, con nên giữ gìn cái tâm trạng đó thôi, không có gì đâu. Đó là cái tốt, cái tâm trạng đó là cái tâm trạng tốt của một con người, cho nên những cái đặc tính đó con nên giữ gìn, đừng để mất đó. Con luôn luôn lúc nào mình cũng đến mình thương người phụ nữ, vì chính bản thân con cũng là người phụ nữ, vì con biết là người phụ nữ khổ lắm con, khổ vì chồng, vì con, đủ mọi thứ, khổ vì đời sống, nó đủ thứ khổ. Người phụ nữ khổ lắm, người nam thì về cái thấy nam thì họ ít khổ hơn cho người phụ nữ, nhất là mẹ con rất khổ đó. Nếu không giúp đỡ họ bằng hành động cụ thể thiết thực được thì tự con thấy buồn khổ dằn vặt trong lương tâm con vô cùng. Có phải kiếp trước con đã làm khổ họ nhiều nên kiếp này con phải thương họ không hỡi thầy? Không phải đâu, con không có làm khổ họ đâu, nhưng mà cái tình thương của mình bắt đầu cái lòng thương như vậy nó đi vào cái tứ vô lượng tâm rồi, lòng từ lòng bi. Cho nên khi mà cái người mà không có cái lòng từ lòng bi thì trong đạo Phật dạy chúng ta tu tập cái lòng từ bi, mà trong con đã có gieo cái duyên đời trước, con đã có tu tâm từ tâm bi rồi, cho nên đời nay nó sống chỗ vậy thôi. Ai dạy con thương người phụ nữ khổ đau này? Ai dạy con trẻ em nghèo khổ mà con thương? Đâu có ai dạy con, tự tâm con thương thì con có nghĩa là con làm khổ họ. Bây giờ con thương, con làm khổ họ thì họ cái nhân quả đó nó sẽ làm khổ lại con, chứ không phải là làm cho con thương họ đâu. Con nghĩ chỉ có cái người mà đã từng tu tập lòng thương yêu nó mới sống dậy với con, nó mới nhắc nhở con thương những nỗi bất hạnh của những người trong xã hội, thương những người khổ đau. Đó là con có đã từng tập liền cái lòng thương yêu con từ trong đời trước, bây giờ con cũng làm người trong đời nay, tự nhiên nó có lòng thương yêu đó là cái nghiệp từ ở đời trước là mang theo, nó quân theo. Cho nên chứ không phải là vì con làm khổ họ mà bây giờ con phải thương họ. Con làm khổ họ thì bắt đầu con phải trả cái quả là người ta sẽ ghét con, chứ không thể nào trả quả nhân nào phải quả nấy, chứ không thể nào mà con thương họ được. Con không hiểu nhân quả của con như thế nào cả, con kính xin thầy quan thị chỉ dạy cho con được rõ. Con nhìn cái đời sống của con thì đó là cái quả của con. Cái quả của con, ví dụ như con sinh ra trong một cái gia đình như con không phải giàu sang nhưng mà được sự thương yêu của cha mẹ, đó là cái quả tốt.
cha mẹ thường dạy con đạo đức, đó là con đã có cái nhân tốt trong đời trước, đời nay con mới gặp cái gia đình này, nó mới đem lại cái sự thương yêu giúp đỡ cho con. Hiện giờ con sống ở đây mà thầy thấy mẹ con rất thương con, đó là con đã gieo cái nhân tốt trong đời trước của con. Con nhìn nhân quả hiện tại mà biết ở quá khứ và biết tương lai của con. Con đã gieo những cái quả tốt cho nên hôm nay con đã gặp được cái tốt. Chứ không khéo thì con sẽ vơ vơ tầm thương của mẹ. Con thấy có nhiều người mẹ họ sinh con rồi họ bỏ. Có nhiều người người cha họ sinh con họ bỏ, họ không cần thiết con. Con rơi rất tổ với con. Còn ở đây con được cha mẹ ấm cúng trong cái gia đình rất thương các con ở trong gia đình. Từ cái chạy giặt giả mà vẫn đeo vòng các con. Các con nghe những cái điều kiện đó, vì vậy mà thấy cái nhân quả của mình sống được còn cha mẹ. Còn trong cái tình thương của cha mẹ, trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, đó là nhân quả của con tốt chứ đâu phải không. Đặt thành vấn đề nếu nhân quả không sống thì con sinh ra 3 ngày 4 ngày mẹ con mất, con sẽ mất tình thương của mẹ. Hay hoặc là con sẽ mất tình thương của cha khi mà sinh ra được 5 tháng, 1 năm cha mất. Con bây giờ tìm lòng thương của người cha làm sao khó. Cho nên con thương những trẻ mồ côi, những người bất hạnh, họ không còn tình thương cho cha nữa. Mặc dù là tình thương của mọi người, thương làm sao bằng cha mẹ mình được. Họ đem tiền, họ đến họ cho trẻ mồ côi, họ giúp cho người nuôi trẻ mồ côi, chăm sóc trẻ em, nhưng làm sao có những tiếng nói của người mẹ, của người cha của mình chứ. Chỉ con người thấy họ làm sao họ tìm được sự ô uế một cách cái hành động người mẹ ẵm đứa con, người cha vuốt đầu con, làm sao có những hành động đã được khi họ mặc cha mẹ. Thì như vậy nhân quả con tốt chứ không phải xấu. Rồi cuộc đời con cũng được cha mẹ lo cho ăn học, lo cho ăn. Rồi đến đi tu cũng muốn cho con cũng được giải thoát, cho nên muốn mẹ con muốn con vào để tu tập. Đó là nhân quả con. Trên con đường đi càng đi đến con sẽ thấy nhân quả con tốt đủ duyên. Nhưng con phải sống bình với lòng thương yêu đó, với nhân quả tốt đó. Nếu không con sẽ không thọ hưởng được cái nhân quả tốt đó. Nếu mà con không biết giữ gìn nó, không biết bảo vệ nó thì nó sẽ ruột tay con. Bởi vì nhân quả nó luôn luôn là sự diễn biến. Nay mình an ổn cái ngày mai nó sẽ đi lại cái đường khác rồi. Cho nên phải biết bảo vệ nó. Thật sự ra những cái nhân quả của con, những nhân quả mà thầy vừa kể, nó không phải là ác pháp đó con. Nó là thiện pháp. Do nhân đời trước con gieo, con mới được sanh vào trong gia đình này. Nhưng trong gia đình đều có những sự thiện ác của nó, đều có những vui, những buồn. Nhưng mà hầu như thầy thấy con rất là hạnh phúc là vì có người mẹ. Đã con dù như thế nào đi nữa, nhưng con vẫn là cái người đầy đủ, trọn vẹn cha mẹ vẫn còn. Thì đó là hạnh phúc nhất của con rồi. Dù ba mình có gầy, có nói gì đi nữa cũng là lời thương con mà nói, chứ không phải ghét con mà nói. Cho nên tất cả như này con nên không phải xua đuổi nó là ác pháp, mà chính nó thiện pháp đem lại cho con một nguồn an ủi rất lớn. Thầy nghĩ rằng nếu mà còn cha còn mẹ của mình bây giờ tìm lấy cái lời mà cha mẹ rầy mắng mình, mà cái người có cha mẹ khi bị cha mẹ rầy mắng thì buồn phiền, nếu cái người mất cha mẹ rồi mong tìm lại cái lời rầy mắng của cha mẹ mình thì không được. Vì lời rầy mắng của cha mẹ mình là lời thương yêu đấy con. Không bao giờ mà cha mẹ giết con đâu, mà chính thương con mới rầy mắng, mới răng đe nó. Con mong giết trong tâm từ của mình, nói đến lòng từ của người mẹ. Khi mà bà đánh con, bắt cái mấy con quỳ nằm xuống, rồi bà đánh, rồi dạy mấy con, hiện ra cái ngọn roi của bà, cái lòng từ rất là tuyệt vời của con. Mà khi mẹ mình mất rồi mà tìm lại ngày nào mà mẹ mình mà bắt mình quỳ nằm xuống để đánh nữa thì không còn là con thấm thía nữa con. Mình thấy như là đó là ác pháp, nhưng không phải. Đó là cái lòng thương thật sự của cha mẹ đối với mình. Như vậy là con trân trọng
trân trọng những cái điều đó, chứ không nên mà coi nó là cái ác pháp. Và do đó mình đối xử cha mẹ, làm sao cho cha mẹ mình được vui, đừng để cho ba mẹ mình quá lo quá khổ, thì đó là con đã báo hiếu cho cha mẹ của mình. Đúng rồi, nếu mà con yếu đuối, con không chịu vươn lên thì con sẽ làm khổ trong cái chùm nhân quả của mình. Như vậy làm khổ mình mà khổ người thì không. Trong mấy ngày qua con cũng tự làm khổ con mà cũng làm khổ mẹ con. Làm khổ mẹ con, từ đây về sau thì mong rằng con cố gắng khắc phục mình hơn, để cho mình sống một con người bình thường, mà không có những cái sự việc gì để cho mình quá đau khổ như vậy. Thì thầy mong cái điều đó. Câu hỏi 2, muốn thưa thầy, hình dáng bên ngoài có quyết định phẩm chất bên trong con người.